Hai mọi người nha, ngày hôm nay anh em chúng tôi đang chuẩn bị đồ nghề đi câu cá xong. Mà mới nhậu ngày hôm qua mà ông đòi nhậu kiếm cá nhậu nữa trời. Chứ ông đổi cái món gì lạ đi, cá ăn riết ngán mẹ. Chứ anh không có tiền mà anh cứ đòi nhậu sang là sao? Thì nói chung là gà vịt gì đó. Gà vịt bây giờ thì trộm hết rồi, không còn nào đâu. Dây để lâu quá thì dây quấn rồi luôn nè. Trời. Hôm nay không xài hả? Mình nay câu cái này chỉ có dính cá phi thôi nha. Cá phi chiên xù thôi nha. Cá rô phi mà cái gì không biết, em biết. Cá rô phi là cá. Ở đây chỉ có cá phi thôi chứ còn cá ấy không có đâu. Cá rô đồng, cá rô đồng. Đồng hiếm lắm, đồng được nhỏ không hả? Cái lưỡi này nó đồng ăn cũng vô đâu. Ừ. Thôi để tính sau đi vào trùng đó. Khoan từ từ, quay cái dây quá. Kiểu dây nó vậy hay là sao đây? Ông bà tôi hồi bữa tôi nè nó tôi dán. Trời, đại gia mà chứ tôi đồ vô đồ giá không vậy? Hồi bữa tôi đi gánh nước đúng không? Dán vô cái cọc bạc á. Ừ. Nó rách một lỗ chà bá luôn nè, cái tôi lấy cái ruột xe tôi cắt rồi cái băng keo. Lấy cây sắt tôi dán lại. Đó. Trời, đại gia. Đại thì cũng phải nhiều khi ấy chứ đâu phải mình đại không nổi. Mấy ngày 20 chắc không biết mấy trùng. Trùng dưới đất không chứ mất mới thì phải mưa mới có. Đến một con nè. Ông lấy cái ly kia kìa, lấy cái ly bọt đó, ly bể đó. Mùa này khó. Thôi bữa nay là câu cá bữa nay thôi, nhậu cá bữa nay thôi nè. Mai ông kiếm gà hay là tôi kiếm gà. Mấy cái bao này sao mấy cái gom bao bán được mà ta? Bán thì được, người ta tới thu á chứ không phải là người ta tới nhà tới thu chứ. Không gom mấy cái bao mà mang đi bán này, gom ruộng đây mà đốt anh Dục ô nhiễm chết luôn anh. Có người ta vô tên thu à, không có trời. Không con đóng bao vô đây đốt luôn đó cho rồi. Bao hả? Chứ anh để em sợ ô nhiễm không? Để lát nữa tôi đào trùng rồi. Lấy luôn. Bừa bộn ghê ta. Không, mình hái chanh nhậu đi được không? Hái chanh nhậu kiểu này là gọi là đỉnh cao của tu luyện rồi. Mình hái chanh cái mình sẵn mình làm cái clip là ăn chanh không cảm xúc luôn. Nhậu chanh không nổi đâu. Em nhậu chanh không nổi. Nhậu chanh cái này nhậu chết luôn á. Em ôm cái này đi gom dục cái đó đóng rác đó giùm anh đi. Em quay. Ông thì sẵn ôm dục cái đó cho anh đi rồi nó sẵn chiều anh gom đốt cái đó. Nếu mà đốt có thì em làm công cho anh luôn hả? Nếu mà không, nếu mà đốt thôi để bán đi. Yeah. Kiếm thêm ít tiền nữa mình mua cái gì nhậu hoành tráng hơn đúng không? Em làm công cho anh luôn hả anh Khải? Anh qua đây sai nữa, đi đầu cùng mấy cái sai đi làm này nữa. Cái gì? Sai nào chung không có sai cái này nữa. Ông trời ơi, ôi sao mặn lớn kìa ta. Không mà con này là nó rất là hiếm luôn, khu vực này không có đâu. Ôi trời, anh chuyên gia đi bẫy rắn mà không biết khu vực này là không có đâu. Em sắm chết này, nãy em tính gom luôn cái bao rồi. Nó còn sống nha chứ không phải là. Trời ơi, anh em biết em sợ rắn mà anh đừng có cho bạn chết em á. Mà con này là nó chỉ có nó lanh lẹ vào ban đêm thôi. Ôi, nguyên con rắn nó nằm cuộn đây mà em không biết luôn. Rắn nó độc lắm á, anh đừng giỡn với nó cắn chết luôn á. Con này là cắn là ba bước này chứ chết gì. Ba bước là sao? Ba bước có nghĩa là nó cắn mà ông ngồi xuống thì có thể cứu không, cũng không chung là chậm đi thôi. Ý là nó cái mức độ là độc của nó đi nhanh hả? Đúng rồi, ba bước là chết gì. Ê từ anh em không biết đâu. Ông mà dạng như nó con này bị cắn đúng không? Cái vậy? Ông biết bây giờ em thấy con rắn này cái mọi ruột vịt xung quanh em đều sợ. Em nói là rắn này đi bằng cọc. Anh kia anh bắt hay thả đi sao? Hả? Không, con rắn độc lắm, nó cắn này, chết á. Con này không có thả. Ê. Nó cắn chết ông thần. Đừng có giận nó nha.
con này. Ê, đó. Không có chừng. Lấy cút cái đồ cái thằng nó lại không? Không, cứ để nó bò đi. Ai mà dám đụng thế, nó quá bự đi mà ai mà dám đụng. Trời ơi, con thắng kìa. Ôi. Trời ơi. Trời. Con này bắn ngày nó chậm lắm. Trời ơi, nó bự. Cực đật luôn. Trời. Em nói chuyện với anh bây giờ ông chụp cái đuôi đi, bây giờ em nói chuyện với anh, em còn nổi hết da gà lên nè, em sợ luôn. Số nó chung. Rắn độc, em dám chụp. Trời, dịp cho chết em à. Ông chụp cái đuôi nó nè. Thôi thôi, em không giỡn với mấy con này đâu. Trời, nó bự ghê, không nổi. Làm sao làm? Không, để tôi lấy cái cán ba tôi đè này cái cổ nó lại ha. Ôi. Ôi. Trời, nó bự. Lần đầu tiên tôi thấy con rắn mà nó bự cỡ này đâu mọi ông. Em lần đầu tiên em sắm chết đi nè. Em vì anh vua anh mà em sắm chết đi nè. Hay là mình con này ăn thịt được không ta? Hả? Em không biết, em biết nó con này độc lắm. Trời ơi, con rắn bự ghê ta. Trời, nó bự. Con rắn này nó kêu là cặp ni thì né, cặp nông thì tránh xa đó, đừng bao giờ mà cứ ngồi chơi với con này nó cũng thế. Mình đi theo nó hoài với anh em, mình không có cách nào á. Thì cứ kêu anh bắt đi, anh bắt rắn mà em sợ rắn là sao được? Rắn bắt chứ, con này mình đụng phát đi bụi luôn chứ ra. Trời, nó bự. Ông thậu ơi. Trời, anh cẩn thận nha, em nói không có giỡn được đâu nha. Anh không có giỡn với con này nha, nó chết đó. Tôi đè rồi nè. Rồi. Đè lại rồi. Anh đè rồi, anh đè đi hỏi em làm gì làm gì. Ồ, cái đuôi nè. Ồ, nó bự ghê không rồi. Lần đầu tiên tôi thấy con. Lần đầu tiên thấy con cặp. Giữ chặt nha, đừng để nó quay lại nó cổ em lại cắn thiệt đó. Lần này cái gì giỡn chứ. Con cặp mắt cái đỏ lừ luôn á. Em nói cái gì giỡn con rắn này anh mà giờ ngu là thiệt luôn á. Còn cái đầu bự ghê mà. Nó vú, nó hay vú đầu lắm. Thôi thôi. Ôi, đừng có la, tôi cũng sợ chứ ông, mình không sợ đâu mà. Em tính nó tại sao trên người nó lấy rồi. Tại sao trên người nó có lại có đống vàng ở trên đây sao vậy ta? Sao tôi biết được, nó rắn mà hỏi tôi biết bó tay làm như ông hỏi khán giả coi. Bây giờ nè, ông giữ nó đi, bắt đầu tôi vô tôi lấy cái bao lưới mà tôi hay đi bắt rắn á. Tôi lùa vô. Được không? Được, sao không được? Mình để cái bao lưới đây nè, cái mình đuổi là nó vô bao lưới rồi mình cột lại. Rồi mình đi bán con này kiếm tiền nhậu cũng được, đúng không? Cũng được. Ờ, con này mắt đỏ, mắt đỏ kìa ta. Không, một con mắt đỏ, một con mắt đen. Ê, con đâu xem coi. Nè, một con mắt đỏ, con mắt đen. Đúng. Đây, không giỡn. Đâu, đây này, từ. Nó hay cút cái đầu luôn chứ. Ờ. Nói chung là con này nguy hiểm, ông phải tự ấy mình chứ. Không, giỡn gì anh em hay giỡn mà đừng mấy đừng có giỡn nha, nó thiệt nha, chết đó. Biết rồi, con này ai không biết mà. Nó thiệt. Được. Ôi giỡn anh, đi bọt anh kìa. Nó bự, tôi thiệt mà tôi thấy bự cực kỳ luôn, chưa thấy con nào bự như con này mà. Nó bò phía anh ghê anh á. Đi. Con giật lại, tôi giật mình đây. Thật. Nó là con nguy hiểm rồi mà. Không nhảy lắm, anh là giỡn gì. Cẩn thận em nói cho anh là tóc hồi hộp với nó nè. Một là anh bắt nó thật, hai là anh thả nó đi chứ anh đừng có người nhanh nhay nó chết á. Con này là mình không thả được, thả là nó cắn người ta chết sao. Một là mình xử nó luôn, hay là mình bắt lại. Chứ mình thả là nó cắn người ta cái tội người ta nữa chứ. Nó giỡn thiệt, cái con này mà nó cắn phát người ta khỏi cứu luôn á. Cẩn thận nha, nó giận lắm rồi đó, nó quạo lắm rồi đó. Làm thế em tóc mùi hột luôn này luôn á. Rồi, ok chắc là được không á. Rồi, vẫn chắc rồi đó. Đâu, một mắt đỏ mắt đây rồi. Nè, mà nó hay vú đầu lắm. Cái dòng này là cái dòng vú đầu mà. Vú đầu đất hả? Ừ. Nó vú hay vú đầu lắm. Nó giống dạng nó sợ ánh nắng mặt trời hả? Không phải, nó ban ngày nó vậy. Ban đêm là nó rất là lanh. Ban ngày nó lù với ban đêm nó bật bò nhanh lắm. Nè, ông quay cho khán giả coi đi. Nè, nó đi vệ sinh. Nè, vú đầu lắm. Đây, em quay nó mắt vào đây nè. Còn cái con, nó đụng cát rồi. Yeah. Nó đụng cát rồi. Mắt vào đây, em thấy có một cái mắt màu đen nè. Đây, bên này mắt đỏ bên đây nè. Nó vú đầu xuống rồi. Em chưa thấy một con rắn nào mà có hai mắt mắt đỏ mắt đen đây. Ông thấy con đỏ không? Che rồi, cắt che mắt rồi. Đó. Cắt che mắt rồi.
hay là nó bị con gì quýnh tím mắt ta? Không phải, cái dòng mắt nó vậy đó, không bị quýnh tím mắt đâu, nó mới tự nhiên mà. Không mà một con đỏ con đen rõ ràng nè, cái lưỡi thì đỏ rồi nè, mà con mắt mắt đỏ, con đen nè. Nè con đỏ nè. Ô, cắt chè thấy gì không? Ông thổi đi, ông đưa miệng thổi đi. Thổi cho chết em à. Nè, con đỏ con đen rõ ràng nè. Mắt đen nè, đen thấy đen rõ ràng nè, bên nè, đỏ nè. Đỏ nè, đỏ bên tay tay. Nè, thấy không? Má cực có cái cục cục mắt đó, hồi nãy em thấy rõ ràng nhưng mà cái cục đất nó che mất tiêu rồi không thấy đó. Không, con đắng em nghĩ con đắng là lạ, tự nó có một mắt đỏ mắt đen là thấy là hơi lạ mắt đỏ, đó. Mắt đen rõ ràng. Đây. Đó. Ông nhìn hai con mắt này đó, ông nhìn hai con mắt này. Đúng. Con ngáp, có răng anh nó coi. Hay nó buồn ngủ ngáp vậy? Con đắng một mắt đỏ đen đây, mắt bên đây đen nha. Mắt bên đây đỏ nè. Mắt bên đây đỏ nè. Đúng rồi, mắt đỏ nè. Thấy chưa? Thấy mắt đỏ chưa? Ừ, mắt bên đây đỏ nè. Rồi, ông giữ đi, ông giữ cái này để tôi vô, tôi lấy cái bao lưới tôi luồn vô. Đây. Nó miệng thấy không? Không, cái dòng rắn nó giống con rắn từ ăn đuôi mình là có lắm anh, nhưng mà rắn. Anh Khải. Trời, cái cây nó chọc chọc mình đang nói thì đương nhiên cái linh tính mình run sợ nên cái nó chọc chọc vô giò tôi giật mình nè. Em không biết tại sao chứ. Em toát hết cái mùi hột luôn. Mồ hôi ra luôn. Toát mồ hôi hột luôn. Ông giữ để tôi vô nhà tôi lấy cái bao lưới để em giữ. Nguy hiểm quá, ngày mai từ nay đi tôi không đi đào trùng nữa đâu, nó thiệt luôn, này luôn. Rắn này có đồng mùi điểm đặc biệt là con mắt này nó, con rắn này có hai cái mắt âm dương nha bạn, một bên mắt màu đỏ, một bên mắt màu đen, không biết bị cái gì không biết nhưng mà sự thật là con rắn này nó là như vậy đó, nó tự cắn đuôi nó ơi, anh ơi. Thì anh biết. Nó, anh nói mà nó bị cắn ngát luôn, ông là mệt đó. Nó tự cắn đuôi nó này, nó tự cắn thịt luôn nè. Hả? Nó tự cắn nó luôn nè. Phải không? Ừ. Em không biết, nó tự cắn nó luôn. Nên nè. Hay bữa nay có cơ hội để cho chúng mày thể hiện đó. Không, em không thể hiện cái này, em không thể hiện đâu. Thì mà bữa nay có cơ hội để chúng mày thể hiện đó. Anh cứ thể hiện đi, em không mấy cái này em không chơi đâu. Sao ta? Sao ta? Anh bắt rắn hỏi em, anh hỏi em sao ta một câu em không biết trả lời anh sao luôn á. Sao nó tự cắn vậy? Em không biết. Em giữ chặt lắm. Bây giờ ông giữ chặt này để làm cho. Rồi. Nói chung cái này một người làm người ấy là không có được đâu. Nó tự cắn nó luôn rồi kỳ ta. Nè, bắt đầu là tôi lùa nó vô cái là tôi đạp cái đầu nó lại là ông giữ cái bao nghe chưa? Rồi. Đang phì, rồi đang biết phì hả? Phì chứ. Thở gọi là thở đó. Ông cẩn chứ thế lỡ mà nó có ấy rồi ông chạy nha. Từ sao chạy để hướng em. Giờ nó chạy hướng nào tôi biết đâu, cái đầu nó mà hơi bị lâu quá. Trời ơi, em nhớ lại lắm em. Con mắt bên đây đang là màu đen nè. Sao cứ rút đầu đất là sao ta? Không có thằng đó. Biết rồi. À trời ơi. Rút vô hang hả? Ôi ơi. Con này thẳng xài nhanh luôn. Bớt xài nhanh luôn. À nó mạnh. To quá mạnh. Ôi nó giận lắm rồi đó. Múc liền nữa không? Anh thấy nó múc liền không? Em thấy mà. Mắt bên đây màu đỏ hả? Màu đỏ bên này, một con bên đỏ là bên trái, còn đen. Con đen là bên phải. Có đôi mắt âm dương. Hãy bây giờ vậy nè. Ông kiếm cái dây thòng lọng cho mình giật cổ nó, mình bỏ vô cho nó dễ nè. Kiếm sao? Ông thắt một cái dây thòng lọng á. Cái dây thòng lọng không? Không, chứ còn bây giờ lùa nó vô cái khó lắm. Còn con này mà kêu đụng vô tôi bắt nó để mà giục vô đây ông nội tôi không dám. Vô kìa, vô kìa. Ngoan. Rồi. Rồi. Kiểm chỉnh để cho sao tí nữa. Rồi. Ok. Rồi xong. Ok. Từ nó quấn nó vô luôn rồi. Đang hoàng nó có bung ra không đó. Ông thấy cũng dây vô kìa. Đâu? Nó cắn xuyên lớp giáp luôn hả? Cái bao lưới này thì ăn thua vậy? Này bao lưới mà. Hay mình làm thịt nhậu được không? Em không ăn thịt rắn được. Mình bán là mình mua khác ăn đi. Rồi. Cái này bán cho dân nhậu thì đúng bài. Nhưng mà cái con này bán phải giá bé nha, tại vì con này nó có đôi mắt đỏ mắt đen nha, không phải là bán bình thường đâu. Khi nó ra kiếm ra rắn nào có đôi mắt đỏ mắt đen. Ký hai có. Ghê vậy. Nặng lắm. Con cầm thử đi. Đó. Nặng á, con này nặng á. Chắc nó mới ăn. Không có, anh phải thù ông đâu. Anh chơi rắn. Vô tình đựng con rắn.
Không, mà thật sự là khu vực của mình ở đây là hiếm có con này lắm nha. Thật sự không có đâu. Lâu lâu mới được con thôi. Thôi. Có kèo, có kèo, chờ đi, đi bán đổi một mùa khác nhậu đi. Ông có đi câu cá nữa không? Không. Đổ này đi bán được rồi. Thôi, cái này tôi bắt mà. Kìa kìa vậy. Không, tôi bắt được là chiều nay là tôi thì mất mà ông đi đào trùm câu cá đi. Đó, cứ cần đổi đi. Bán con này bắt được mấy trăm ngàn không thằng? Không, nhưng mà tôi biết rồi, chứ không có tiền đâu, nhưng mà ông đào trùm câu cá đi rồi chiều tôi ghé tôi nhậu ấy. Trời ơi. Không, mà thật sự nha, hết hồn luôn á. Em hết hồn thì em xém chết cái khúc này nè. Em bưng lên thiệt tình. Thật sự luôn. Thôi lạnh hết da gà vì nó luôn á. Không, mà thật sự tôi hết hồn luôn mà không ngờ là kế nhà mình lại có một con rắn vậy. Thật sự luôn. Tối xui đi đái ra, nó cắn được cái chết tươi. Nó mà bụp một phát, tôi nói thiệt với ông với lại khán giả, ông biết chứ con này mạnh bụp một phát một đó là tôi nói không được ba bước đâu nha. Em biết mà, không biết con này cứ đang đực cực độc lắm á, không có giỡn đâu. Thôi để tôi đi ấy đi. Đi đổi đồ nhậu ha. Đổi quà. Cái này đổi được một nồi lẩu không? Đổi hai sản. Hơn á, có lẽ hơn á. Nếu mà hai anh em mình đổi để mà đổi đồ nhậu chắc hai con này hai anh em mình đuối thực sự luôn. Nói người ta là nó có một đôi mắt đỏ mắt đen á nha, chứ không phải là rắn ấy đâu, rắn mắt đỏ mắt đen đàng hoàng đó, chứ không phải là ấy đâu nha. Chắc người ta cũng ngâm rượu quá. Không biết, nhưng mà rắn này là nó mắt đỏ mắt đen. Thế mấy người nào mà làm thịt con này nhậu lắm. Này ngâm rượu chứ không sao. Ăn mà thực sự chứ vô tình đúng không? Ừ. Đó kìa.